quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 11 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Theo kết quả điều tra ban đầu, những người này đã tổ chức đánh bạc từ tháng 8 năm 2018 đến nay với tổng số tiền khoảng 6.600 tỷ đồng. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh do Nguyễn Thanh Tùng sinh năm 1978, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội cầm đầu, tiền sử dụng để cá cược trong các trang bóng đá của các con bạc được quy định ở mức giá khác nhau, với điểm quy đổi tương ứng cao nhất là 50.000 đồng một điểm. Được biết, trang cá độ bóng đá của nhà cái có máy chủ đặt tại nước ngoài. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Viết Trung sinh năm 1990, trú tại tổ 1 phường Sapa, thị xã Sapa, về hành vi giết người. Trước đó đêm 8 tháng 5, Trung điều khiển xe điện từ nhà đến quán ăn đêm tại tổ 1 phường Sapa để dừng xe đợi khách. Lúc này, NLG sinh năm 1975, trú tại tổ 7 phường Sapa, cùng một số người bạn từ trong quán ăn đêm đi ra và bước qua đầu xe điện của Trung. Hai bên xảy ra mâu thuẫn lời qua tiếng lại. Sau đó Trung cầm dao đâm G, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Sapa nhưng sau đó tử vong tại bệnh viện. Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá nhóm tội phạm do Phan Đình Nam, 16 tuổi, ở thành phố Bắc Ninh cầm đầu, chủ mưu thường xuyên dùng hung khí đe dọa cướp xe của người đi đường. Bước đầu, cơ quan công an làm rõ, nhóm này thường điều khiển xe không biển kiểm soát đến những địa điểm vắng vẻ người qua lại vào ban đêm, rồi dùng hung khí đe dọa cướp xe máy của người đi đường. Với thủ đoạn trên, từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 năm 2022, nhóm này gây ra 2 vụ cướp tài sản trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.